Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 4. Các em thân mến, ở trong nội dung video này thì thầy sẽ hướng dẫn các em chúng ta cách đo góc nhé. Đây là một nội dung mà rất nhiều bạn đang gặp khó khăn. Để đo góc được thì các em cần phải có cái thước đo góc, chứ không phải thước thẳng đâu các em, cũng không phải eke mà là thước đo góc. Thầy sẽ lấy cho các em cái thước đo góc ở đây. Chúng ta cùng xem nhé. Đây là thước đo góc. Chúng ta thấy cái thước đo góc là cái đặc điểm nhận dạng ở đây là nó có cái thước dạng nửa hình tròn này, đúng không em? Đó, đây, thước đo góc đây. Trong cái thước đo góc này thì em phải xác định cho thầy những đặc điểm sau. Thứ nhất là tâm của thước. Chúng mình nhìn thấy, thầy cho thầy điểm chính giữa này, tâm của thước đây các em này. Đấy, tâm của thước đây. Thầy đánh dấu cái đầu bút này các em này nhá. Tâm của thước đây. Rồi, tiếp theo. Ở trong cái thước đo góc này có những cái vòng tròn số, nó chia đều từ 0 cho đến 180. Vòng tròn số bên trong và vòng tròn số bên ngoài các em ạ. Các em nhìn thấy chưa? Giải số bên trong này, giải số bên ngoài này. Nó đều chia đều từ 0 cho đến 180. Cụ thể là chia đều 180 phần đấy em. Và bây giờ cách thực hiện như sau. Một nhỏ, cách thực hiện. Bước 1, chúng ta đặt cái thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh của góc và một cạnh của góc đi qua vạch số 0 trên thước. Ở trong cái thước này, đây là tâm. Thầy đang đánh dấu cái bút đây các em. Đây là tâm này. Vạch số 0 có thể là bên ngoài, cũng có thể là bên trong. Tùy theo là chúng ta đặt cái thước đo góc như thế nào. Sau khi chúng ta đã hoàn thành được bước 1 rồi, đến với bước 2. Bước 2, xác định cạnh còn lại đi qua vạch số nào kể từ vạch số 0 thì đó là số đo của góc. Và để cụ thể hơn, thầy trò mình sẽ chuyển sang phần 2 nhỏ, đó là ví dụ minh họa. Ví dụ 1, điền số tích hợp, quan sát hình bên và hãy cho biết góc đỉnh E cạnh EG, EB có số đo là bao nhiêu độ. Nào, chúng ta phải xác định được trên hình này đâu là đỉnh E. Đây, thầy đang đánh dấu cái đầu bút đây các em. Đây là đỉnh E nhé. Góc đỉnh E cạnh EG, EB tức là chúng ta đang cần tìm số đo của góc này, đúng không? Nào, chúng mình cùng xem thầy làm nhé. Trước hết thầy phải dùng thước đo góc. Thầy sẽ đặt thước đo góc sao cho tâm của thước. Các em nhìn thấy chưa? Tâm của thước chưa? Nó trùng với lại cái đỉnh của góc, tức là trùng với đỉnh E. Nào, các em đã nhìn thấy trùng chưa nhỉ? À, đây các em. Thầy đang đánh dấu cái đầu bút này, các em thấy trùng chưa? Trùng rồi nhá. Tiếp tục, một cạnh của góc phải đi qua vạch số 0. Ở đây chúng ta thấy rằng là cạnh EG đang đi qua vạch số bao nhiêu hả em? À, đang đi qua vạch số 0 đây. Vạch số 0 ở vòng tròn bên ngoài, đúng không em? Như vậy chúng ta sẽ phải bắt đầu từ vạch số 0, tức là nhìn vòng tròn bên ngoài. Chúng mình để ý thấy với thầy là cạnh còn lại là cạnh EB, nó đi qua vạch số 120 ở bên ngoài, đúng không? Các em thấy 120 chưa? Cạnh EB này đi qua vạch số 120 bên ngoài. Như vậy cái góc đỉnh E cạnh EG EB có số đo là 120 độ. Các em đồng ý chưa nào? Nào, bây giờ chúng ta nhìn các bước nhé. Cùng nhìn lại các bước cho thầy. Đặt thước sao cho tâm của thước trùng với đỉnh của góc. Đây, tâm của thước trùng với đỉnh E rồi. Tiếp tục này. Và một cạnh của góc đi qua vạch số 0 trên thước. Ở đây chúng ta đã đặt thước để cái cạnh EG đi qua vạch số 0 bên ngoài rồi. Và chúng ta sẽ căn cứ vào vòng tròn bên ngoài nhé. Cạnh còn lại đi qua vạch số nào kể từ vạch số 0? Cạnh còn lại đi qua vạch số 120 kể từ vạch số 0. Thì đó chính là số đo của góc. Thầy sẽ ghi vào đây. 120 độ. Các em chỉ ghi số 120 như thế này là sai. Các em phải ghi thêm ký hiệu độ nữa các em nhé. Đây, ký hiệu độ đây. Đó. Tiếp tục nào. Thầy cho mình sẽ đến với góc đỉnh E cạnh EBED có số đo là bao nhiêu? Chúng ta lại làm tương tự. Góc đỉnh E cạnh EBED. Khi chúng mình đặt thước rồi, các em nhìn thấy đặt thước chưa? Tâm của thước trùng với đỉnh E chưa nào? Thầy đang đánh dấu cái đầu bút đây đúng không? Một cạnh ở đây ta thấy cạnh ED đi qua vạch số 0 ở bên trong đúng không? Vậy ta nhìn vòng số bên trong. Cạnh còn lại là cạnh EB đi qua vạch số 60 ở bên trong. Như vậy số đo của góc E, góc đỉnh E ấy, cạnh ED, EB là bằng 60 độ. 60 và ghi thêm ký hiệu độ kiếm nhé. Rồi, như vậy là chúng mình đã đo xong góc của ví dụ 1. Và nếu như các em để ý kỹ nhé, khi mà chúng mình đã biết số đo của góc đỉnh E cạnh EG, EB là 120 độ thì rất nhiều bạn có thể tính được ngay số đo của góc đỉnh E cạnh EB, ED đấy. À, chúng mình thấy rằng là góc đỉnh E cạnh EG, ED là 180 độ là góc bẹt, đúng không? Chúng ta sẽ trừ cho số đo của góc đỉnh E cạnh EG, EB, tức là lấy 180 trừ đi 120 đấy, 180 độ trừ 120 độ đấy, thì sẽ ra được số đo của góc đỉnh E cạnh EBED, đó là bằng 60 độ em ạ. Tiếp theo thầy cho mình cùng chuyển sang ví dụ số 2 nhé. Dùng thước đo góc để đo và hoàn thành bảng dưới đây.
Chúng ta quan sát hình. Góc đỉnh D cạnh DADC. Góc đỉnh D cạnh DADC. Chúng mình đặt thước sao cho tâm của thước trùng với đỉnh D. Chúng mình thấy trùng chưa nào? À, trùng rồi. Đây thì từ cái đầu bút trùng rồi nha. Một cạnh của góc đỉnh D này đó là cạnh DC, chúng mình thấy đi qua vạch số 0 ở bên trong. Đúng không? Như vậy chúng ta sẽ quan sát vào vòng tròn số bên trong. Ta thấy cạnh DA đi qua vạch số 80 ở bên trong, như vậy cái góc đỉnh D cạnh DCDA này nó bằng 80 độ. 80 độ. 80 độ nó bé hơn 90 độ, nó thuộc góc nhọn các em nhé. 80 độ ấy, bé hơn 90 độ tức là nó bé hơn góc vuông thì nó là góc nhọn nhé. Tiếp tục, góc đỉnh A cạnh ACAD. Góc đỉnh A cạnh ACAD. Các em nhìn thấy thầy đặt thước chưa? Rồi, thầy đã đặt thước rồi. Chúng mình thấy rằng là tâm của thước đã trùng với đỉnh A rồi. Ta thấy là một cạnh của góc đỉnh A này đó là cạnh AD đi qua vạch số 0 ở vòng tròn số bên trong. Đúng không? Ta thấy cạnh AC là cạnh còn lại đi qua vạch số 40 ở bên trong. Như vậy, ta thấy rằng góc này sẽ có số đo là 40 độ. 40 độ, nó bé hơn góc vuông, nó bé hơn 90 độ, tức là đây là góc nhọn. Tiếp tục, góc đỉnh C cạnh CDCA. Đầu tiên chúng mình đặt thước sao cho tâm của thước trùng với gì nào? À, tâm của thước trùng với đỉnh C, đúng không các em? Rồi, tiếp theo chúng mình để ý cho thầy đó là cái cạnh CD nó đi qua vạch số 0 ở bên ngoài, đúng không? Cạnh còn lại là cạnh CA đi qua số 60 ở bên ngoài, đúng không? Như vậy là cái góc đỉnh C cạnh CDCA này nó có số đo là 60 độ. Ta lại thấy rằng 60 độ này tiếp tục là góc nhọn bởi vì số đo nó bé hơn 90 độ. Tiếp đến là góc đỉnh C cạnh CACB. Đầu tiên chúng mình sẽ phải đặt thước sao cho tâm của thước trùng với đỉnh C. Rồi, chúng mình thấy trùng chưa nhỉ? Trùng rồi các em ạ. Ta lại thấy này, cạnh CA đã đi qua vạch số 0 ở bên trong rồi, đúng không em? Và cạnh còn lại là cạnh CB đi qua vạch số 40 ở bên ngoài này. Đúng không? Vạch số 0 bên ngoài thì đây chúng ta nhìn vòng số bên ngoài là 40. Như vậy, cái góc đỉnh C cạnh CACB này nó là 40 độ. Nó bé hơn 90 độ thì nó là góc nhọn. Cuối cùng, góc đỉnh C cạnh CDCB. Chúng mình đặt thước sao cho tâm của thước trùng với lại đỉnh C. Một cạnh đó là cạnh CD đi qua vạch số 0 ở vòng số bên ngoài. Vậy ta sẽ nhìn vào vòng số bên ngoài. Ta thấy rằng cạnh còn lại là cạnh CB đi qua vạch số 100 ở bên ngoài. Như vậy góc này có số đo là 100 độ. 100 độ lớn hơn 90 độ. Nó lớn hơn góc vuông, tức là đây là góc tù. Các em lưu ý nhé, góc tù là gì nhỉ? À, góc tù là có số đo lớn hơn 90 độ và nó bé hơn 180 độ là góc tù nhé. Như vậy mình đã xong ví dụ số 2 rồi. Các em thân mến, ở trong nội dung video này thì thầy trò mình đã cùng nhau thực hành đo góc rồi. Các em lưu ý với thầy, chúng ta sẽ có 2 bước để thực hiện nhé. Thầy chúc các em học tốt. Còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.